kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị chuyên đề nhằm giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư, hợp tác về nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên với các đối tác Hoa Kỳ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Những người thầy thầm lặng ở Trung đoàn 126, những thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ ở thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, vừa qua tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực. Nhân sự kiện quan trọng này, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị chuyên đề nhằm giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư, hợp tác về nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên với các đối tác Hoa Kỳ. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã giới thiệu khái quát về những tiềm năng lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp đến các đối tác của Hoa Kỳ. Hưng Yên nằm trong vùng có điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phù hợp với nhiều loại cây trồng cho năng suất chất lượng cao, nhất là những cây đặc sản có giá trị cao, tạo ra một khối lượng nông sản hàng hóa lớn, chất lượng cao phục vụ cho thị trường Hà Nội và các tỉnh thành phố khác trong vùng, cả nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Những sản phẩm nông sản như nhãn lồng, chuối tiêu hồng, cam, bưởi, ổi, nghệ vải đã trở thành những đặc sản riêng có của mảnh đất Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn mong muốn thời gian tới sẽ được hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trong việc tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh, cũng như trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại, giới thiệu tuyên truyền quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực với các đối tác đến từ Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ tỉnh xây dựng và thực hiện dự án nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản, cũng như cử các đoàn cán bộ nông nghiệp sang tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về phát triển hợp tác, trang trại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn, những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành các chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp và tư nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là các chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ doanh nghiệp về tập trung đất đai, tiếp cận hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ đầu tư cơ sở về bảo quản chế biến nông sản, giết mổ, gia súc, gia cầm. Tại hội nghị, công ty Kinh Bắc cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh đầu tư máy chiếu xạ, các bộ ngành trung ương hỗ trợ thủ tục pháp lý. Thời gian gần nhất, các công ty đối tác sẽ đến tìm hiểu, đặt hàng và hỗ trợ Hưng Yên đưa ra những tiêu chuẩn trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào thị trường Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư thương mại với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm và làm việc với tập đoàn Lucid, một tập đoàn sản xuất ô tô điện lớn ở Mỹ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác về Việt Nam. Tập đoàn Lucid được thành lập vào năm 2007 là một trong những thương hiệu xe ô tô điện lớn của Mỹ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kevin Callahan, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách về chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hưng Yên cũng như các chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp. Hai bên đã trao đổi sơ bộ về nhu cầu hợp tác, khả năng đáp ứng của phía Hưng Yên nếu tập đoàn về đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã mời lãnh đạo tập đoàn Lucid về thăm tỉnh, tìm hiểu thực tế tại địa phương. Ông Kevin Callahan, Phó Tổng Giám đốc đã vui vẻ nhận lời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm và lái thử xe ô tô điện Lucid. Sáng nay, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Giai đoạn từ 2011-2022, xã Nhật Quang đã huy động gần 380 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp với số tiền trên 82 tỷ đồng. Tỷ lệ cứng hóa đường làng ngõ xóm đạt trên 95%.
Bên cạnh đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xã luôn quan tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Hiện 3 trên 3 thôn có nhà văn hóa đảm bảo đạt tiêu chí về diện tích, quy mô, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân. 3 trên 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Cả 3 khu dân cư lắp đặt camera an ninh, 100% hồ sơ của công dân được giải quyết đúng hạn. Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh. Tại buổi lễ, đồng chí Quách Thị Hương trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhật Quang. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Nhật Quang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận cờ thi đua của chính phủ và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự và trao cờ cho nhà trường có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được thành lập từ năm 2003, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục đạt mức độ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, là một trong số các trường có điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông thuộc top đầu của tỉnh, luôn dẫn đầu kết quả học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh với hơn 400 giải ở các bộ môn văn hóa. Nhà trường vinh dự nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhận được bằng khen của chính phủ năm 2012 và cờ thi đua của chính phủ năm 2017. Nhận được huân chương lao động hạng 3 năm học 2017-2018, cờ thi đua của chính phủ năm học 2022-2023. Hòa chung trong không khí sôi nổi của buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao cờ thi đua của chính phủ cho tập thể nhà trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Tiếp nối truyền thống, thầy trò trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm sẽ tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, xây dựng nhà trường thành một địa chỉ tin cậy, một ngôi trường học tập thân thiện hạnh phúc, một điểm sáng về chất lượng giáo dục bậc trung học cơ sở của tỉnh và toàn quốc. Sáng nay, trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 2003-2023. Trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, tiền thân và phân hiệu của trường trung học phổ thông Ân Thi, đặt tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân 6 xã khu vực phía Bắc huyện Ân Thi, ngày 29 tháng 8 năm 2003, trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão được thành lập theo quyết định số 51 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đến nay, đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn chiếm 40%. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường luôn đạt 100%. Chất lượng và số lượng các giải học sinh giỏi cấp tỉnh tăng đều qua các năm. Năm 2023, học sinh nhà trường đạt giải nhất cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đã có khoảng 8.000 học sinh tốt nghiệp. Nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, chính quyền các cấp, đem lại tài năng, trí tuệ xây dựng quê hương đất nước. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão đã nhận được nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan trung ương khác. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024. Hình thức thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 có sự thay đổi so với những năm trước đây. Ngoài môn toán và ngữ văn vẫn giữ nguyên như những năm trước, thí sinh sẽ thi môn tiếng Anh thay cho bài thi tổng hợp 3. Hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Đối với thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, ngoài 3 môn thi như hệ không chuyên, thí sinh thi thêm môn chuyên với hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 150 phút. Riêng với lớp chuyên tin học, môn chuyên là môn toán. Theo kế hoạch, chiều ngày 3 tháng 6 năm 2024, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi.
ngày 4 tháng 6 năm 2024 buổi sáng, thí sinh dự thi môn toán, buổi chiều thi môn ngữ văn. Ngày 5 tháng 6 năm 2024, thí sinh dự thi môn tiếng Anh. Buổi chiều, thí sinh dự thi trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên là bài thi môn chuyên. Kiến thức thi nằm trong chương trình trung học cơ sở, trong đó chủ yếu là khối 9. Với mục tiêu xây dựng trường học thật sự trở thành nơi hạnh phúc mà mỗi học sinh mong muốn được gắn bó trải nghiệm, nhóm thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Phan Giang đã đưa ra sáng kiến xây dựng trường học hạnh phúc. Sáng kiến này đang được áp dụng vào thực tế và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Mô hình trường học hạnh phúc được triển khai tại trường Trung học Phổ thông Văn Giang cách đây 4 năm. Với 21 giải pháp của 7 chiến lược xây dựng trường học hạnh phúc, sáng kiến đã khai thác rất nhiều vấn đề như yếu tố tạo nên cảm xúc hạnh phúc của học sinh, mức độ hạnh phúc của học sinh trong trường, văn hóa học đường. Sau một thời gian áp dụng, đã có những chuyển biến tích cực. Đây là hình ảnh sân trường Trung học Phổ thông Văn Giang mỗi giờ ra chơi. Góc thể thao, góc văn nghệ, có góc sân là nơi tâm sự, trò chuyện. Trường Trung học Phổ thông Văn Giang hướng đến mục tiêu xây dựng một ngôi trường mà ở đó học sinh đến trường không phải chỉ để học chữ, mà đến trường là để sống, để hạnh phúc, được phát triển toàn diện, trở thành chính mình, được che chở bởi môi trường học tập an toàn, được tôn trọng và được yêu thương. Chúng em cũng cảm nhận được sự gắn kết hơn, đoàn kết hơn giữa tất cả các bạn học sinh. Mong rằng là trong thời gian sắp tới thì nhà trường vẫn sẽ tiếp tục các dự án, các sáng kiến liên quan tới ngôi trường hạnh phúc để chúng em được phát huy hết năng lực của mình, không chỉ về năng lực học tập mà còn về năng khiếu ạ. Trong khi tại nhiều trường học, việc xây dựng trường học hạnh phúc chủ yếu hướng tới đối tượng là học sinh, thì tại trường Trung học Phổ thông Văn Giang, giáo viên vừa là người thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng hiệu quả mô hình. Các thầy cô không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng những bài học lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời cũng cần sự cảm thông, chia sẻ, khích lệ từ nhà trường, học sinh và phụ huynh. Nhiều hoạt động giảm tải áp lực cho giáo viên, khích lệ động viên tinh thần, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của thầy cô đối với các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường đã góp phần mang lại môi trường làm việc hạnh phúc cho giáo viên. Chúng tôi cũng rất là trân trọng hoạt động mà nhà trường đã tổ chức cho các thầy cô. Qua đó thì chúng tôi cũng có cảm nhận được cái niềm vui và thực sự là có những cái hạnh phúc. Thì bản thân chúng tôi phải hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa hạnh phúc đến cho các em học sinh. Sáng kiến xây dựng trường học hạnh phúc của trường Trung học Phổ thông Văn Giang đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để sáng kiến đi vào thực tiễn, có tác động sâu sắc, lâu dài, đòi hỏi nhóm tác giả tiếp tục có sự nghiên cứu và hoàn thiện. Nếu mà các giải pháp mang tính lý thuyết thì sẽ gây ra tâm lý khó chịu, căng thẳng trong quá trình thực hiện và nó sẽ gây ra cái sự bệnh thành tích trong giáo dục. Trong quá trình xây dựng trường học hạnh phúc, chúng tôi luôn luôn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của tập thể cán bộ, giáo viên, sự đồng hành, tin tưởng của các bậc cha mẹ học sinh và sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh. Khi đã xây dựng được trường học hạnh phúc thì phải có trách nhiệm duy trì, thường xuyên, liên tục. Với những mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, sáng kiến xây dựng trường học hạnh phúc ở trường Trung học Phổ thông Văn Giang cần được nhân rộng đến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần giúp học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, hạnh phúc và yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, có những người thầy đứng trên bục giảng, lại có những người vừa là thầy, vừa là chiến sĩ, lăn lộn ngoài thao trường, thực hiện nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, kỹ năng chiến đấu, phương pháp phòng thủ cho các học viên. Vâng, đó là hình ảnh cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin giới thiệu về những người thầy thầm lặng này. Buổi học của lớp đào tạo sĩ quan dự bị do Trung đoàn 126 đảm nhiệm. Với nhiệm vụ vừa trực sẵn sàng chiến đấu, họ vừa là những người trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, truyền đạt cho các em học sinh nâng cao nhận thức chính trị, khả năng huấn luyện tác phong, phương pháp của người chỉ huy. Đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời gian thực hành, duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt học tập, gắn học tập với rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt. Tổ giáo viên huấn luyện thường xuyên nghiên cứu tài liệu giáo trình theo các nội dung được đảm nhiệm huấn luyện các đối tượng, vận dụng những cái mô hình học cụ và áp dụng các cái nội dung mới của các đơn vị, các cá nhân điển hình tiên tiến áp dụng vào để nâng cao chất lượng huấn luyện. Sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trung đoàn
sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, quân sự, khả năng tổ chức, tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình học tập, chúng tôi đã được các đồng chí giáo viên nhiệt tình giảng giải, chỉ bảo tận tình cho chúng tôi. Từ những kiến thức chúng tôi được học để làm nền tảng sau này khi chúng tôi tốt nghiệp về địa phương, chúng tôi sẽ có những kinh nghiệm, kiến thức, bài học để phát triển lực lượng dự bị động viên của địa phương ngày càng vững mạnh hơn. Trung đoàn 126 thực hiện chức năng vừa là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng, vừa đảm nhiệm tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, huấn luyện dự bị động viên học kỳ quân đội của trường quân sự tỉnh trước đây. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2023, tổ chức đào tạo và huấn luyện sĩ quan dự bị cho gần 200 người, tập huấn nâng cao kiến thức quốc phòng cho trên 500 chỉ huy trưởng, chính trị viên phó cấp xã. Chúng tôi đã tổ chức là quán triệt cho tất cả các đồng chí là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đặc biệt là các đồng chí là được đảm nhiệm phân công các cái nội dung giảng dạy thì là chuẩn bị tốt về cái giáo án, bài giảng, vật chất, huấn luyện, đưa cái hệ thống công nghệ thông tin vào để truyền đạt, minh họa. Ngoài thao trường thì chúng tôi tổ chức là cải tiến mô hình học cụ để làm sao kết hợp giữa dạy trong hội trường cũng như là ở ngoài thao trường. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 126 không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ mà còn làm vai trò của người thầy âm thầm, lặng lẽ, góp phần quan trọng trong công tác củng cố an ninh quốc phòng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Thời điểm này mới đang là giai đoạn sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, song trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có hàng chục thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Gác lại những dự định riêng của mình, các em có chung một mong muốn được khoác trên mình bộ quân phục, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, ông Đông ở tổ dân phố An Thượng, phường An Tảo, đưa con trai mình là Nguyễn Đức Phương lên ban chỉ huy quân sự phường, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhận thấy quân đội là môi trường tốt để rèn luyện, đồng thời cũng sẽ được tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp, việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nên gia đình ông Đông đã động viên con xin nhập ngũ đợt này, dù đến tháng 8 năm 2024, em Phương mới tròn 18 tuổi. Vào nghĩa vụ quân sự sẽ có một môi trường tốt, và khi tham gia xong em có một chính sách ưu đãi của nhà nước là rất là tốt. Vâng, em sẽ được học nghề hoặc là học lái xe, thì đấy là cái mong muốn của em. Cả nhà đều ủng hộ cho cháu đi nghĩa vụ quân sự đợt này, chỉ mong sao là cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng quái ác. 3 năm trước, em Tạ Văn Khải ở thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên xin nghỉ học để vào viện chăm sóc bố giai đoạn xạ trị. Đến nay sức khỏe bố tiến triển hơn, Khải cũng đã có công việc ổn định với mức lương từ 13 đến 15 triệu đồng mỗi tháng từ một công ty làm vỏ hộp bao bì ở Hà Nội. Tuy vậy, khi biết địa phương có đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, mặc dù chưa đủ tuổi, song Khải vẫn xin phép bố mẹ tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đợt này để thực hiện ước mơ từ nhỏ là trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi mà còn ngồi ghế nhà trường ấy, thì em đã có ước mơ là trở thành một người chiến sĩ phục vụ Tổ quốc để hoàn thành trách nhiệm của mình. Cũng là một cái môi trường tốt để em rèn luyện lại bản thân mình. Chưa đến tuổi nhưng mà cháu lại tình nguyện và cháu thích đi. Thì gia đình là cũng rất mong muốn là cổ vũ là cho cháu lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Hùng Cường là năm này năm thứ 3 liên tiếp là có các công dân là viết đơn nhập ngũ trước tuổi. Thế sau khi mà các cháu đến viết đơn tình nguyện thì chúng tôi cũng đã phổ biến tuyên truyền rộng khắp trên loa truyền thanh, thế rồi trên các mạng Facebook, Zalo, cho nên là nhiều năm rồi thì địa phương chúng tôi đã có nhiều cháu là xung phong tình nguyện trước tuổi. Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ có thể là một hoàn cảnh, một suy nghĩ và mục tiêu riêng, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần sống đẹp của các thanh niên mong muốn góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên có thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ như phường An Tảo, các xã Phú Cường, Hùng Cường, Quảng Châu, Trung Nghĩa, Hoàng Hanh. Hiện công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã phường đã hoàn thành. Các địa phương lựa chọn những thanh niên đạt sức khỏe loại 3 trở lên để khám tuyển cấp thành phố vào giữa tháng 12.
nhằm đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân. Những năm qua, cùng với nguồn hỗ trợ của huyện, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã trích kinh phí và huy động xã hội hóa, đầu tư xây sửa, nâng cấp nhiều nhà văn hóa thôn. Từ năm 2022 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ tiến hành xây dựng 20 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng. Trong đó, huyện Yên Mỹ hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, còn lại là ngân sách các xã trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, năm 2022 xây dựng 11 nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng và năm 2023 xây dựng 9 nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà văn hóa đã bàn giao hoặc đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để bàn giao, như nhà văn hóa thôn Long Vĩ, nhà văn hóa thôn Thượng Tài, xã Thanh Long, nhà văn hóa Nguyễn Xá, Bùi Xá, Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa, nhà văn hóa Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, nhà văn hóa Liêu Trung, xã Liêu Xá. Việc xây dựng nhà văn hóa thôn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các địa phương mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các xã trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.